Hướng đến kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tiến hành đầu tư tu bổ các công trình hạng mục tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ. Các hạng mục công trình được tu bổ gồm toàn bộ khuôn viên khu lưu niệm, trồng thêm một số loại hoa cây xanh, thay gạch một số lối đi trong khuôn viên, sơn mới khu vực cổng, hàng rào, khu nhà lễ tân, nhà tưởng niệm, nhà từ đường của gia đình đồng chí Phạm Hùng. Chỉnh trang các công trình phục dựng ngoài trời như banh trại 1 Phú Hài Côn Đảo, nhà lá Trung quân ở căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đặc biệt, nhà trưng bày về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng được chỉnh trang bổ sung thêm nhiều hình ảnh, tư liệu quý, góp phần tái hiện đầy đủ từng giai đoạn hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng. Riêng đợt này, cái nhà trưng bày này có tổng cộng gần 200 hình ảnh tư liệu hiện vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Công tác chuẩn bị rất là chu đáo, chỉnh chu từng khuôn viên, hình ảnh bố trí qua để có một cái diện mạo mới.